Thằng nào vậy? Máy dây gờ đúng ngu luôn, để anh mà nãy nó mà để anh biết dây gờ là được hơn rồi. Cái quá vậy mày để dây gờ biết cái gì mà đâu mà bắn chết luôn. Chó hả? Wow wow. Điệt mẹ trên lầu ở đâu chứ? Dừng chơi lầu dừng chơi. Còn hai anh em mình đó, còn thằng đu dây nè. Đu hả mày? Đu lẻ thấy lẻ nha. Giờ anh chơi một thằng đu dây nè, anh nghe tiếng là biết nó đu dây rồi. Còn trên đây nè. Đúng không nhận? Pin 60 với pin 2.4 có khác. Đồ ơi ba, thôi biết select cho rồi. Nên tính biết con á sẽ vô quốc nè. Em thấy nãy nó biết gì gờ đó thôi, biết gì gờ chưa gì. Má 10 giây bắt đầu được 2-3 giây đừng có chết liền luôn. Đúng ngu. Lên đĩa. Hey. Rất nào không. Nhịp mẹ, game chứ. Vô chứ. Nó nghe đây, nó nghe đây, nó nghe đây nè. Có không thấy bạn ông từ Mỹ qua Canada gì không? Chưa ba đủ rồi. Ngục lệ vậy. Đó đó đó, phù xin đây nè, phù xin đây rồi á. Go away, go away, push, go away, push, go away. Vô hút đi. Từ từ nè. Ủa, gì mà không chết vậy? Vô, chết rồi, nó chết rồi, nó chết rồi. Cái thằng hầm dưới hả? Ừ, từ hầm nhưng mà tốt bên kia lần 3. Từ hầm đâu bên đây ba? Đang đang đi. Không biết còn nào một lớp không nữa. Ôi, 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 thấy anh rồi ba. Wow 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 wow. Hình như camera thì phải. Nghe cho anh này có một thằng nè. Nè hai thằng luôn, với một thằng Frost với một con khác nữa nè. Đâu rồi? Nó chạy rồi, nó chạy rồi, nó chạy rồi. Anh cũng nghe. Một em đã bị ban bởi Battle Eye. Dưới hầm nè. Chúng ta còn 2 phút. Nó spot mình rồi, nó spot mình rồi. Sao spot được chỗ này, có gì đâu spot ta? Có camera ở đây nè. Đây nè, có camera ở đây nè. Nó spot em rồi chứ đâu có spot anh đâu. Đúng rồi. Cầu hang. Ý. Cầu hang ngay chỗ này luôn á, cầu hang ở đây nè. Không còn... Còn rồi. Em check cái phòng bên đây được anh chứ. Frost nè, một em nè. Xác con mẹ nó định. Không có ai nữa. Cháu không, nữa nó muốn bị hành nghe. Check cái phòng gì đó. Nghe tới bước chân phòng này. Em có miếng dán không? Dán ngay chỗ anh spot đó, nhìn thẳng xuống. Đây cầu hang. Cầu hang. Dính liền. Thả trôn vô. Xả xuống tụi game đó đâu. Thả trôn xuống đó hả? Ừ, xem thằng đó ở đâu. Anh đâu biết thằng cuối thằng đó đâu, đứng đâu đâu. Con nó đâu có thả được đâu ba. Ê là em đi xuống dưới á. Chứ anh đâu có biết đâu. Để biết về định hình thằng này nó đứng ở đâu cũng được. Sao em lắc dưới vậy? Hình như không có dưới không có ai hết mà. À đây. Rồi. Thấy thím hay rồi. Easy man, easy. Hết thời gian tại tại nãy hết thời gian rồi buộc phải đi xuống nhanh thôi sao giờ. Lên nhanh cái vô đây. Có trôn.
Ù hết hồn. Mày này bắn lâu lâu quá không pha mấy pha hết hồn thì. Ui, đục cho sổ rồi mày. Nó đục bên đây phải không? Ý, con chừng nóc, con chừng nóc á. Mình có Valkyrie mà phải không ta? Nó lâu lâu mà biết rồi mà nhìn lâu ông mà vẫn hỏi mấy câu hơi ngớ ngẩn. Siêu. Ôi, đừng đi qua đó, đừng đi, đừng đúc đầu, đừng đúc đầu qua. Đến Valkyrie xử lý kìa. Đồ, Valkyrie kinh vậy. Kinh dị Mỹ. Ồ. Để là giả chết nằm ở đây coi. Xem cái nào vô thấy mình không ta. Thấy tờ này nữa. Ừ nó thấy nhưng mà nhiều lúc em nằm vậy đó, nó không lì, nó không thấy cái tên em. One up, one remaining. Đâu, nghe tiếng thơ mai nè bà. Điểm cao và color. Này này này, nghe chỗ này nè. Cá luôn, cái gì cũng cá. Thơ mai đút dầu vô thơ mai. Đút nhẹ bắn cái nhẹ coi. Vô đi. Không thèm vô luôn bà, chảnh chó rồi bà. Ủa anh còn mập không? Nè thì anh nghĩ nó đứng ở đây thôi chứ không đi đâu đó. Ê, nó đặt rồi. Ô, nó vô đây luôn rồi ba, nó vô đây luôn. Á, à, bắn đúng bất ngờ luôn, anh tưởng nó đứng ngay đó mà. Anh ngồi coi, má, coi kìa. Sao rồi? Vô game đi, vô game đi. Vô làm sao? Em vô cái Uplay á, xong em bấm vô cái Rainbow Six, em bấm play. Đó. Đó, hay không, hay không? Rồi. Má, lúc đầu anh cũng không biết bấm nó sao luôn á bà. Đúng rồi bà, Uplay hả? Ừ đúng rồi, em kiếm cái ứng dụng nào tên là Uplay á. Xong rồi em thấy Uplay không? Uplay là you phải play thì mới có game để chơi đúng không? Uplay. Ủa, khoan là ấn cái mà ship là F2 hả? Thiệt luôn hả không? Không biết ba đụng á. Thiệt luôn hả không? Đó, anh chọc em nó không? Ủa nó nghe đây mà. Làm gì vô được anh đúng không? Đâu vô được. Ừ mà nó khó quá. Bê. Đó nè, anh xóa cho nè. Nó đang nằm á, nó đang nằm á. Em cứ nhảy vô em đập mặt cho anh. Dễ lắm, nó không bắn được em đâu. Đây nè, đâu rồi, để anh xóa cho. Đó, đập vô mặt nó. Rap them by the pussy. Đó, phải vậy chứ. Tại nó bóc người ta mới bị bóc một người lại thôi. Hầm. Rồi xong. Troll của Nghĩa đã hy sinh. Các bạn xuống đi. Sword được cái là xong ăn đạn rồi. Ý. Sao mấy bạn tổ lái bằng mình được? Giờ hên là có thích thơ chơi thơ mà thích chơi. Đột liền ngay cái bên cho tay phải liền. Đủ, thế giới dân chơi kìa. Thu ra bắn Swan kêu chứ còn mẹ. Ngu vãi. Đồng chí, rất ngài vậy đồng chí. Ôi, hai thằng nữa. Ngu vậy. Chưa vô hết bon kill là thấy không được không anh rồi. Đừng bắn tao nha Trick. Nó bon skill hết luôn á bà. Thì coi có ai trong đây không? Không có giờ. Sao anh vẫn nghe tiếng bước chân nè. Bước chân của anh á. Mẹ anh nằm đi. Anh nằm ngay một chỗ bước chân của ai bà. Camera vẫn chưa chết. Ủa camera nó xuống lại. Ê nó xuống lại rồi. Nè camera spot nè. Đó camera spot nè. Rồi. Không phải camera. Vô liền. Ê. Có thằng gì
có thằng VG, hai thằng VG luôn. Quay cả hai thằng VG. Ô, ủa cuộc đời cái ai chết vậy? Hey. Có đi đâu anh đâu? Anh cầm VG sao anh đục được ba? Em đục nha. Ừ. Béo lẹ quá. Ừ, làm ăn là phải lẹ, lẹ như béo. Ủa bông trên bông dưới ở đâu đứng vậy? Đúng rồi, bông trên bông dưới mà. Bông dưới nó dễ đạp. Ây, bèo 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 bèo. Mua cho bắn xuống không? Anh chị ơi, trước này nè. Chọn ngay đây nè bèo. Chọn ngay đây nè, chọn ngay nè. Chọn hẳn luôn. Chọn xong rồi nhìn thấy cái tường bên kia á. Hết mẹ nè bà. Không, có không. Không. Tao, em nè. Chọn đây nè. Chọn đây nè, rồi đó. Né ra. Dưới bèo kia chưa? Ba cây rồi. Có bắn đít đâu? Ồ, không có bắn đít rồi. Chạy đi. Có cái thằng nó đứng ở đây, cái hướng bên ngoài nhìn ra. Không biết thấy anh chưa. À, thermite dưới kìa, thermite dưới kìa. Đang canh à, đang canh. Đục tường rồi, nó đục tường rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó dưới, nó ngoài. Có IQ. Ờ. Sao lưng. Rớt bom. Ngồi canh bơm thôi. Anh không đóng cửa đằng sau này chắc nhỉ. Từ nhưng mà anh còn phải chạy xuống qua. Kìa. Không phải chạy vô nó qua. Bom drop ở đây mà. Diffuser đó ở đây mà. Thằng ấy tầng 2 kìa anh ơi. Nó mới đập cái ấy á. Hay quá. Nó phải là cái tên xung phu rồi ba. Ngoài nó bắn cũng hay lắm chứ. Lượm bơm rồi. Lượm bơm hả? Đi sai chưa? Đó nghe bóng. Chừng nó bắn xuống chân anh đó nghĩa. Cái lỗ đó đó. Trên lầu. Lầu 2 rồi. Trên lầu, đúng rồi, trên lầu. Nên chiếc mạng luôn á. Quá hay, má tập trung. Hay quá. Mấy đứa làm mạnh căng não quá. Má nãy giờ im lặng luôn. Chưa mà. À, một đứa luôn chưa. Còn một dán nữa mà. Biết gì giờ mà kia biết rồi nên giờ này có chúng ta có bandit, nếu mà chúng ta làm được cái trick bandit thì chúng ta sống. Thì anh canh dưới này vậy? Chừng nào mà vì hai đứa canh ở trên đi. Anh canh dưới này cho chừng nào mà tụi nó vô thì anh lên trên. Vậy thôi. Không biết có khách chơi không. Ôi, mẹ. Ở đây nè, ba có thằng ấy đây nè, thằng bên đây. Glass ở đây nè. Glass chết rồi, anh bắn rồi. Thằng Glass chết đầu tiên á, Glass chết rồi. Ủa tại em thấy em nghe tiếng súng lục, súng nhắm nó bắn ở đây mà ta. Anh bắn một phát ngay đầu con Glass mà ba. Anh dí nó anh biết rồi ba. Glass đu, Glass chết rồi. Trời, dắt cái đó tiếng cây đi mò của thằng bớt. Quá hay. Má mất top trời. Anh mà bắn được thằng cuối là thắng rồi. Nó lộn là được đến top rồi. Phước vô CC mà. Thằng mất dạy. CC. Má mất dạy quá thôi. Thằng nó không đánh kia mà ba. Nó không phải vô GG. Thì nó muốn thì good game thôi có không? Nghĩ đâu mà làm gì. Có vô GG ba. Khi bạn thôi nhưng mà bạn vẫn phải nói GG.